3 điểm mấu chốt giúp chị em mình có thể trị nám một cách hiệu quả. Đầu tiên chính là chúng ta hãy hiểu cái tình trạng nám trên da của mình. Nếu như bạn được thăm khám bởi bác sĩ da liễu thì cái việc này nó vô cùng đơn giản để chúng ta có thể phân loại được. Với tình trạng nám đinh, nám chân sâu mà mọi người thường gọi đấy chính là bớt hori, thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng phương pháp laser mới có thể hiệu quả. Còn với tình trạng nám mảng này, nám hỗn hợp thì chị em mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm bôi thoa ngay tại nhà để điều trị nám. Điểm thứ hai chính là chúng ta cần phải có sự kiên trì. Chúng ta không thể nào kỳ vọng rằng nám hết trong ngày 1, ngày 2 được. Nếu như chúng ta kỳ vọng như vậy thì rất dễ gặp phải những cái tình trạng là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm không đảm bảo, không rõ nguồn gốc, cũng như là mình dễ tin vào những nơi họ quảng cáo sai sự thật. Nào là trị nám khỏi 100% này, hoặc là trị nám không tái phát. Để trị nám chuẩn y khoa một cách hiệu quả thì chị em mình cần phải theo liệu trình, sẽ mất khoảng 4 đến 6 tháng và sẽ tùy theo cái đáp ứng mỗi người mà cái thời gian này nó diễn ra nhanh hoặc là chậm hơn. Chị em nào muốn thành công thì nhớ là chúng ta phải kiên trì nha. Và điểm mấu chốt thứ ba cũng cực kỳ quan trọng khi chúng ta trị nám, đấy chính là chị em mình cần phải chống nắng thật tốt, bởi vì tia UV trong ánh nắng mặt trời chính là cái nguyên nhân hàng đầu khiến cho da của chúng ta dễ bị nám hơn, dễ tăng tổng hợp sắc tố đen melanin, làm cho da chị em mình đen sạm hơn nhiều. Bởi vậy bác sĩ luôn nhắc nhở chị em là chúng ta muốn trị nám hiệu quả thì phải chống nắng thật là kỹ nha. Chị em nào cần tư vấn thì hãy nhắn tin cho bác sĩ nhé.